về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà tràn dây. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa của vui, đèn hát hiu soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Đang được chiêm ngưỡng và thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của một đèn loa nổi tiếng, nằm trong top huyền thoại của những cặp loa được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng đến từ Nhật Bản, với cặp loa Sensui Modern FP-X9000 sở hữu cấu hình được trang bị bát súp tới 41 cm và trung âm 20, và được bố trí nguyên tổ hợp kèn gồm có hai quả check kèn miệng lớn và hai quả siêu check phía bên trên, tạo thành cấu hình cho cặp loa này, thể hiện sự chi tiết tới từng lời hát cho tới tiếng nhạc cụ. Chúng ta có thể thấy được rằng mức độ thể hiện khi thưởng thức những dòng nhạc mà có nhiều tiết tấu và nhiều tiếng nhạc cụ, quý vị sẽ thấy được nó được trình diễn một cách sống động, giống như là chúng ta đang được thưởng thức trước một dàn nhạc sống với model Sensui FP-X9000 đến từ Japan. Sở hữu công suất của model này lên tới 440W, sở hữu chiều cao 68 và ngang 45 cm, và được trang trí tuyệt đẹp trước máy quay. Mời quý vị và các bạn lại cùng tham khảo, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng lại cấu hình này một lần nữa trước máy quay. Với phần thùng gỗ lạng rất đẹp của model Sensui FP-X9000, với vẻ đẹp hoài cổ thì kết hợp trưng bày cho những căn phòng khách với đồ gỗ rất sang trọng và rất đẹp. Đây là những model lớn của hãng Sensui được sản xuất tại Nhật Bản, với trang bị tổng số 6 loa trên một thùng, sở hữu độ nhạy cao tới 97 dB, trở kháng 8 ohm và công suất cho cả đôi 440W. Quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những model có độ chân thực cực kỳ là tuyệt vời. Với thiết kế về phía mặt trước trên model Sensui FP-X9000, chúng ta thấy rằng một bát súp đường kính 41 cm, với cái lỗ rất đẹp và màng sóng gân, sở hữu bộ gân vải thẩm dầu. Nam châm từ của model này rất lớn, nó lớn tới trên 16 cm và khoảng tầm 18 cm trên khoảng bát súp. Hai ống hơi thở về phía dưới chân.
phân bên trên là một quả trung âm, đường kính miệng của nó tới 22 phân, lớn hơn quả bát của bốt 301 Soriba, mang lại cho lời hát cực kỳ là sống động và chân thực. Hai quả kèn đường kính miệng 20, đây là hai quả kèn đang bày tận hai quả siêu kèn của Xuân Trùi đã rất nổi tiếng, và kèm theo trang bị hai quả siêu chép phía bên trên tạo thành tổ hợp chép mang lại cho giải trung âm và giải chép cực kỳ là xuân sắc và sự thể hiện sống động tới từng hơi thở của ca sĩ. Volume điều chỉnh phân tần được thiết kế về phía mặt trước với 3 chế độ điều chỉnh. Đó, quý vị có thể điều chỉnh cái phần mặt trước cho 3 chế độ. Rất đẹp, có thể nói rằng đây là một trong những mẫu đèn được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng của những thập niên cổ đại. Cho tới hiện tại thì vẫn là một trong những cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Với tổng thể cấu hình chúng ta có thể thấy được rằng 12 quả loa trên một cặp X9000 thể hiện cực kỳ là chân thực và chi tiết tới từng tiếng nhạc nhỏ nhất. Tất cả phần thùng vách của nó còn rất đẹp, phía sau lưng của nó cũng còn rất đẹp. Chúng ta có thể thấy được rằng đây là phần thông số phía sau lưng model Xuân Trùi SP-X9000 với công suất sở hữu 220W trên một thùng loa, trên trở kháng 8 ohm, có xuất xứ đến từ Made in Japan, có công suất cả cặp lên tới 440W ở mức trung bình, bát sub 41, trung âm 20, 4 quả chép trên một thùng loa. Quý vị có thể thấy được rằng hoàn toàn xứng đáng trong phân khúc tầm giá không quá đắt đỏ, và chúng ta sở hữu được một tuyệt phẩm loa đến từ quá khứ rất đẹp và rất sang trọng, khi mà bài trí cho những căn phòng khách sẽ mang lại sự thể hiện chất âm cũng như cấu hình bài trí ở một phong cách cực kỳ là sang trọng với Xuân Trùi SP-X9000. Quý vị quan tâm có thể can em số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Trong phân khúc tầm giá cho những cặp loa ở ngưỡng dưới 20 triệu đồng thì tôi lưu ý với quý vị rằng đây là những cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tầm, và tôi cũng rất là ưu tiên cho những anh em có phong cách mau lẹ không tiếc 1.000 đồng có thể can theo số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Xin chân thành cảm ơn. Với sự thể hiện này thì chắc chắn chúng ta cũng đã thấy được rõ đẳng cấp cũng như chất âm mà dòng loa này mang lại cho người chơi ở một lĩnh vực rất cao về thưởng thức âm nhạc, nhất là những anh em mà thích nghe về lời ca sĩ sáng này, rồi chi tiết từng tiếng nhạc cụ này, tiếng đàn guitar, tiếng kèn saxophone hay tiếng mõ hay thập cẩm, những cái tiếng nhạc cụ. Thì đây nó là một trong những model sở hữu mức độ trình diễn cực kỳ là chính xác cho ba giải âm thanh mà theo những cặp tai sành nghe và khó thích nhất, chúng ta hay tìm tới những dòng loa mà sở hữu chất âm như Xuân Trùi SP-X9000, một trong những model huyền thoại của hãng Xuân Trùi đến từ Japan. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại với một vài đoạn nhạc sẽ có tiết tấu nhanh hơn và mạnh hơn trên sự thể hiện của cặp loa này. Tôi chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ thấy rất là thú vị và rất là tuyệt vời cho cặp loa này. Nó chơi được đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc cổ và thì được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng thì chúng ta miễn bàn luận rồi, và sang những phong cách chơi nhạc mới từ bolero, trữ tình hay thậm chí là sàn hay remix, chúng ta vẫn thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Để thay cho lời nói thì với đoạn kết của clip này, mời quý vị cùng thưởng thức một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh trên cặp loa nổi tiếng này. Đó. Màn đánh rất nực. Hey. Get this man, it's
mạnh mẽ và xuất sắc với nhiều dòng nhạc mà như tôi đang test trực tiếp từ trên TV xuống, và tôi đang phối ghép phần phía sau là còn Power Mirror của hãng EV Electrovoice đến từ Mỹ, model 2.0 kVK, sở hữu công suất lớn tới 1850W, có thể điều trị cho rất nhiều những cặp loa lớn và khó đánh bởi chế độ hiệu chỉnh cắt tần số cho ba giải trầm phía sau lưng của con EV model 2.0. Quý vị có thể thấy được rằng tôi đã phối ghép với rất nhiều những cặp loa mang lại cho chất âm cực kỳ là tuyệt vời, từ Antech Nansing ví dụ 846 cho tới Onkyo Stepter và thậm chí là JBL 4333B hoặc A, hay là một số model như Sunshui X9000. Quý vị thấy rằng chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Như cấu hình tôi đang phối ghép trước máy quay, quý vị có thể thấy được rằng nó không chỉ nghe nhạc và với karaoke cho những cặp loa này, lời của nó cực tốt và có thể chơi được những chế độ lớn, đánh bạo lực hoàn toàn yên tâm. Quý vị thấy rằng trung âm nó lớn tới 20 và kèn của nó thì chơi được một đống kèn phía mặt trước, hai quả kèn 20 và hai quả siêu chét. Bát súp của nó thì cái tiếng bát mà cặp loa này chúng ta với công suất 440W và lỗ hơi thở phía mặt trước, quý vị thấy rằng nó đánh rất là lực về tiếng trầm. Đây cũng là ưu điểm của model sở hữu chất âm 2-in-1 cho vừa thưởng thức nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Quý vị nào quan tâm trong phân khúc tầm giá có thể chốt được, ngắm nhìn cho mình mới chỉ nhích hơn những cặp loa bát 40 của Tàu Khựa một chút thôi ạ, không nhiều. Nhưng đẳng cấp từ cái vỏ thùng gỗ, phong cách chơi và cho tới các tuyến loa và giá trị đích thực của nó, chúng ta có thể phân tích ra từng tuyến loa và quý vị sẽ thấy rằng nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà chúng ta xuống tiền để đầu tư cho mình một dàn nghe nhạc cũng như là cho karaoke và nhất là trưng bày sang trọng cho những căn phòng khách thể hiện đẳng cấp của người chơi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm và theo dõi.